Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đến nhà của anh Gấm ở Cà Lây Tiền Giang nè anh em. Thì nè, hôm nay anh có giao lưu nguyên cái lô mai này. Ví dụ anh em nào mà thích quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với ảnh qua số điện thoại để phần tiêu đề á anh em. Anh Gấm cho em biết là địa chỉ chính xác mình ở đâu anh. À, địa chỉ ở đây là Tam Bình, Cà Lây, Tiền Giang anh. Cà Lây Tiền Giang. Đầu tiên là góc số 1 cho anh em. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao 4 mét rưỡi anh. Còn cái đường kính ngang của cầu tàn là khoảng nhiêu anh? Ngang phải 4 mét rưỡi. Ngang 4 mét rưỡi ha. Để quay cho anh em tham khảo dòng của cái góc này trước đi. Cái này mình thấy mặt bông chưa anh Gấm? Mặt bông đó là 7 đến 10 cánh anh. 7 đến 10 cánh nè. Cái này mình đem về đây lâu chưa anh? Đem về khoảng 5 ngày. 5 ngày rồi. Rồi đó chủ nhà nói là cây này là có biết có bao nhiêu năm cho anh? À, khoảng 30 năm hơn anh. Cây này thì nó lên chút xíu nó ra khá là nhiều nhánh nè, 4 nhánh. Còn đây có một cái thân đi lên nè anh em. Quay chi tiết cho anh em tham khảo. Cây này nguyên thiên nhiên nguyên thủy anh, chưa Đây từng là chỉnh sửa ha. toàn thiên nhiên. Hồi mình đem về đây là 4 bữa rồi, mình mới xuống lá ha anh. À, xuống lá bữa đem về luôn anh. Tại vận chuyển nó bị sao lá rồi về đem về xuống lá. Quay cho anh em tham khảo một vòng mù đế nha. Cây này đế đẹp nè, củ nở nè, đế thích kịch luôn nè, đều bốn mặt hết. Cái này em nhờ anh vô em đo thử mà em mấy cái chì cành của gốc này. Mấy cái này phải xù không anh? Nó lên Dạ lên đang nè. bể xù lên là xù. Đang bể ha. Đang bể lên xù. Cái gốc cũng có nữa nè anh. Rồi anh đo mà em tham khảo mấy cái cành đó thử khoảng nhiêu anh? Cốt cành đây là 17. 17. Rồi anh đo cái cốt giữa đi anh. Cốt giữa đó khoảng nhiêu? Cốt giữa là 28. 28. Rồi mình đo cái hoành chuẩn đi anh. Cái này đế quá đẹp anh em ơi. Còn vẫn là 50. 50. Rồi mình đo cái bộ đế luôn anh, khoảng nhiêu anh? Cái nồi đế là khoảng 180. Rồi mình đo thêm cái củ đặc anh, củ đặc của cái gốc này khoảng nhiêu? Cho sát xuống anh, cho sát nữa anh. Đúng rồi. Nguyên củ đặc này khoảng nhiêu? Củ đạt là 101. 101. Rồi, quay cho anh em xa xa lại cái bức tường. Mấy cái này là mình cẩu về mình bị gách da sao anh? À, cẩu về đó bị cấn bị chóc da sứt nên da sinh lý keo rồi. Dạ. Cái này ví dụ anh em nào thiện chí mà muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu rồi anh không? À, giá 50 triệu bao ship 200 cây. 50 triệu ha, bao ship cho anh em 200 cây số. Còn anh em nào mà ở xa thì mình liên hệ qua số điện thoại anh đi. Có gì anh em mình thương lượng nha. Rồi mình mời tất cả anh em sang góc tiếp theo. Góc tiếp theo nha anh em. Đây quay sơ cho anh em xem cái dàn xương của nó nha. Cái này có chỉnh sửa không anh? Dạ, chỉnh sửa rồi. Tay cầm nhạo. Đây, quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo nha. Cái này đế đẹp nha anh em. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao 2m2. 2m2. Tàn ngang là 2m5. Cái này là bông sao anh? À, bông chùm 7 tới 9 cánh. Cái này mình đem về đây lâu chưa anh? À, đem về đây khoảng 10 ngày. Đây dàn xương bên trong nè anh. Cái này mình thấy mặt bông chưa anh? Đã chưa anh, tại chủ nhà có chơi bông á. Chủ nhà nó là bông chùm bông 7 tới 9 cánh, bông khích đẹp. Cái này khoảng nhiêu năm anh, cây này nè? Cái này thì em không có hỏi nhiều năm. Đây nè anh em, quay cho anh em tham khảo đế. Đế đẹp anh em. Đế từ tùng thân anh em thấy nó bắt ra khá là duyên nha. Quay một vòng cho anh em xem thử coi. Cái bầu này bứng mấy mét anh? Bầu ngang khoảng 1m5. 1m5 ha. Cây này thì đế ra bích bầu nha anh em. Cái đó là cây cành dư hay sao anh? À, cái này cành mượn lên á, em thấy không được nên xử lý cho nó gõ cái cốt rồi. À, đây nè anh em, cái này mình cũng mới cắt ha. À, cắt cũng mấy ngày. Đây anh em, bên trong của nó nè anh em, chi cành này ngày xưa mình nhạo ha, có nhạo rồi ha. Ở đây cũng đang bể xù lên. Dạ.
Rồi để quay cho anh em tham khảo sơ cái nữa đi. Cái này chắc đo một chỗ, một điểm đo hoành thôi chứ đâu có còn điểm nào đo nữa anh em ơi. Rồi nhờ anh vô anh đo thử cái hoành bao nhiêu. Đúng con chỗ đo thiệt ha. 49, 49. Rồi nó đường kính ngang của bộ đế nè. Ok. Thử nhau đi. Kính ngang 1 mét. 1 mét. Nè. Rồi anh đo cái củ nhau có ghiền đâu mà. Củ này lớn nha nè. Củ hết hồn luôn. Củ đặt hơn. Đặt. Củ đặt đi. Theo Mỹ nó đâu có đi hơi đâu. Cú đặt nó khoảng 1m8 nè. Rồi, mình đo một cái chi cành đó đi cho anh em hình dung được cái cây mình. Lựa cành nào cũng được. Rồi hoành nó khoảng nhiêu. Cây nãy đang bẫy sụ anh, chuẩn bị bẫy sụ không? Chi cành đây là 20 anh. 20. Hồi nãy anh nói cái bông này mấy cánh anh? Bông chùm 7 tới 9 cánh. Bông chùm 7 9 cánh nha. Cái này đang sung lá non ra quá trời luôn nè. Ví dụ anh em nào mà hiện chí muốn giao lưu là cây này giá khoảng nhiêu nha anh Gấp? À, giá 75 triệu. 75 triệu, hỗ trợ cho anh em ship 200 cây số anh. À. Còn anh em nào ở xa thì mình thương lượng hay sao anh? Dạ, anh em ở xa thì thương lượng tiền ship. Thì xe này cây này mới đi cẩu. Rồi, ok, mời tất cả anh em xem góc tiếp theo nha. Cây này nó chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này chiều cao 1m9. 1m9 nha. Cây này có chỉnh sửa không anh? Dạ, nằm chậu từ nhỏ, mình mồm từ chậu. Cái này từ cây phôi hay cái gì anh? À, từ cái cây hạt mầm lên á. À, chứ không phải cây phôi ha. Uống chỉnh sữa từ nhỏ đến lớn luôn. Đây anh em bộ đế này nè. Bộ đế rất là đẹp nha. Mấy cái này phải xù không anh? Hay đun thân ra anh? À, cái này là dạng như đế xù cốc á. Lên xù cốc, xù cốc. Đây nè anh em. Tôi cẩn thận cho anh em tham khảo. Cái này bông sao anh Gấp? Dạ bông dẻo hạt anh. Hạt chín cánh. Đây bộ đế này nè. Đế nù nù nha. Tết cây này bông dữ không anh? Dạ bông dữ. Cái này em nhờ anh vô đo em thử số hoành đi anh khoảng nhiêu anh. Để em tham khảo luôn. Cái này củ lớn anh nè. Hoành đo xét tay cành này là nhiêu anh? 35 anh. 35. Rồi mình đo cái củ đế nha. Đây vòng vòng cho anh em tham khảo củ đế nè. Củ đế là 135. Rồi ok. Cái này ví dụ anh em nào hiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu anh? Giá 12 triệu anh. 12 triệu. Bao ship cho anh em ha. Đấy, cái ví dụ anh em nào sở hữu cặp này thì em bao ship, còn anh em nào mua lẻ thì tiền ship thương lượng. Nghĩa là muôn cặp mấy bao ship ha, còn một cây là không có ship. Cây này mình tặng chậu cho anh em luôn ha anh. Dạ, tính luôn chậu anh. Rồi ok. Anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao 1m9. Cây này một cốt đi lên thân lắc lưỡng nè, khá là đẹp nè. Còn cái đường kính bầu tàng anh khoảng nhiêu anh? Đường kính bầu tàng là khoảng 1m8. Đây. Quay sát sát xuống cho anh em xem cái dàn xương nữa nè. Tàng kích gịch. Cây này chắc từ xưa mình chỉnh sửa anh. Đây cũng nằm chậu từ nhỏ. Anh em quay cận cận cho anh em xem đằng cây này nhìn đế đẹp lắm nè anh. Rồi quay cho anh em xem cái mặt đế. Do cái mặt tàn nó sát mình phải quay trên quay xuống nha nè. Đế đều bốn mặt hết nè anh em. Nhìn cây cực kỳ sướng luôn nè. Anh em nào mà thích quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Gấm qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Một cặp này mà anh em đem về anh em dưỡng lại anh em chơi thì khá là ok. Cái này mình thần chậu lâu luôn, lâu lắm hả anh? Thần chậu khoảng 30 năm anh. Rồi đó là nó nằm trong chậu luôn ha. Rồi anh vô anh đo em thử cái hoành để anh em tham khảo luôn anh Gấp. Ok, đế đã quá. Nhiêu anh? 27 hoành. 27 hoành rồi mình đo thấp thân luôn anh. Chân cành là 16. 16. Rồi anh đo chỉ cần một luôn anh, khoảng nhiêu anh? Điều mới vậy hả? Chỉ cần 13 anh. 13. Rồi cây này ví dụ anh em nào hiện chí mà muốn giao lưu là giá nhiêu anh nhâm? Giá 12 triệu. 12 triệu. Bao ship cho anh em nếu mua một cặp. Rồi anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Gấm. Có số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Và xin tạm thời kết thúc video tại đây nha.
Nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc gia đình người thân nha.